Vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là một cái cây hoa giấy nở đẹp quá. Đây là anh Trần Hiệp. Nở rực rỡ luôn. Đều hoa thôi, không có lá mấy đâu. Cái này bao bán giao lưu cho anh em bao nhiêu tiền cây này anh Hiệp ơi? Cây này á? Đẹp này quá, to. Cái này mấy? 80 triệu. 80 triệu. Cái này quý vị nào mà có cái cổng hoặc cái gì mà phù hợp nhìn khu biệt thự để thì thôi. Lung linh luôn. Bác Lộc Cơm à? À, cái hoa giấy này được mấy chục năm rồi bác? Lúc mua về ấy chứ. Mua về được 6-7 năm rồi. Đây người ta giả 80 bác có bán không? Không biết. Thôi được rồi, tôi quay lên cho anh em có nhu cầu liên hệ 0399903128, cứ số điện thoại anh Hiệp, khoảng 80 triệu. Cây hoa đẹp lắm, nở rực rỡ luôn. Cây này nó cậu cũng đi khó. Cây này thì cũng chưa khó gì là khó anh ạ. Dòng hoa này thì vẫn đấy mà, vẫn nó bó nó dễ. Nhưng mà ra nhiều hoa nhá anh nhờ. Úi dồi ôi, còn rụng đây cả cây. Khác gì anh đào. Quanh năm mà anh. Quanh năm. Cây này quanh năm. Đúng như hoa anh đào thật. Đẹp thế. Cây này mà không mua còn mua cây nào nữa. Hoa giấy à. Đấy. Hoa này nó gọi là giấy gì hả bác? Giấy sắc pháo. Giấy sắc pháo anh. Tuyệt vời quá nhỉ. Em lên em quay cho quý vị và các bạn xem ở trên này. Đấy, ôi thôi. Nhìn cây thích quá. Ui, quý vị nhìn sướng không? Đã. Quá đã. Hoa. Ui ôi, rực rỡ. Tám mươi triệu, giá quá hợp lý để quý vị mua. Quý vị cứ liên hệ cho anh Hiệp kia 0399903128. Nhanh tay nhá quý vị nhá, tại vì có mỗi cây thôi. Mỗi cây không là hết, không còn cơ hội đâu. Nhân tiện đây có cây sứ ở đây. Bao tiền cây sứ này anh Hiệp ơi? Cây sứ không bán đâu, cây sứ để đây có công trình dự án này. À thế à? Sứ nhìn như hình bạch tuộc ấy. Đấy, quý vị thấy không? Cây hoa giấy này rực rỡ. Rồi, duy nhất một cây thôi nhé quý vị nhé. Liên hệ anh Hiệp. Số điện thoại 0399903128 ạ.